Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về cái vụ mà các TikToker mà giống như là làm các trò lố lăng á, bất chấp mọi thứ để cho nổi tiếng và để kiếm tiền các bạn. Thì nói thật, tôi cũng là một TikToker đó, không phải chuyện ai thì người đó làm, mình không nói tới ai, nhưng mà vấn đề này thật. Ngày hôm nay nè, chủ nhật nè, tôi thấy nhiều đứa cháu của tôi nó nói, cho nên thấy mới nói. Nhiều TikToker á giống như là bất chấp ăn cả đồ sống, ăn ếch sống, bạch tuộc sống, thịt sống đồ đó để câu view, câu like, để kiếm tiền hay là kiếm sự nổi tiếng á. Thật sự không ăn gì kệ họ, nhưng mà họ quay lên trên đó ăn uống như vậy, con nít nó coi nó không biết, nó làm theo, nó ăn rồi nó đau bụng vì sao. Còn mấy người á, họ đã nhận thức được nhưng mà cố tình ăn á, thì đau bụng thì họ ráng chịu, nhưng con nít nó đâu có biết, nó coi video nó thấy rồi nó lấy dĩa bốc ăn. Cái này tôi mới nói chứ không phải là vấn đề nói đâu. Cụ thể là ăn cả ếch sống, bạch tuộc sống, báo động tình trạng câu view bất chấp của các TikToker hiện nay. Sau nhiều thời gian mà ăn thùng uống vại, từng gây sốt trong thế giới kích TikToker về ăn uống, thì ngày hôm nay là những món ăn còn nằm thôi thớp ở trên thớt chưa qua chế biến lại trở thành cách thu hút để hàng triệu lượt xem. Việc ăn thực phẩm tươi sống khá phổ biến ở các nước Hàn Quốc hay Nhật Bản, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì không phải như vậy. Ăn chín uống sôi đó, chứ ăn tầm bậy tầm bạ vậy nè. Món ăn phải được lọc kỹ trong môi trường sạch sẽ, sơ chế cẩn thận và phải đảm bảo thật tươi ngon. Còn bây giờ việc ăn sống trở nên quá bình thường, khiến nhiều người cố ép bản thân ăn những thứ thật kỳ lạ để thu hút người xem. Nhiều người xem trên TikTok á rùng mình khi chứng kiến cảnh một tảng thịt heo sống như vậy, người đàn ông thưởng thức một cách ngon lành, không hiểu người này ăn mà thấy ngon chỗ nào. Người đàn ông này còn chuẩn bị thêm hai bát tiết canh để ăn kèm sau đó. Bởi vậy, bất chấp như vậy sau này bị bệnh đường ruột hay là bị dung sáng gì trong người không biết gì sao. Món trứng sống có lẽ là nhẹ đô nhất trong các trường hợp nói trên. Những nữ TikToker ăn một lần 20 quả trứng sống luôn thì thật sự đáng báo động. Đến những quả cuối cùng cô còn khá kêu mà ngán món này nên phải ăn kèm những món khác để dễ quay. Không hiểu sao, nhưng đáng sợ nhất vẫn là trường hợp TikToker ngẫu nhiên ăn cả con ếch còn sống luôn các bạn. Chỉ vì một bình luận ăn thử thịt ếch sống mà TikToker này cũng tình nguyện làm theo để chiều lòng khán giả. Thậm chí anh chàng còn chưa sơ chế lột sạch da khiến mọi người trở nên ghê sợ. Những video ăn tươi nuốt sống như thế này thu hút nhiều lượt xem nhưng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đến nghe đến thôi đã lắc đầu rồi, mà những người này không hiểu sao lại trì cái mặt ra để ăn như vậy. Bởi vậy người ta nói miếng ăn là miếng tội tàn. Đúng, cái nào gọi là đúng. Nhưng mà còn cái này đó, ăn mà để câu view câu like cái kiểu đó thì bất chấp. Nói chung người lớn mình biết là mình không ăn, nhưng mà con nít nó đâu biết, nó thấy ồ bữa anh chị TikToker đó ăn được, lỡ thấy mẹ đang sơ chế thì bóc nó lủm thì sao. Bởi vậy nhiều người làm không nghĩ tới hậu quả.